Thầy đang nhờ một Phật tử đi cắt cái vành của cái mồi cho thầy. Anh Phật tử đó đang chạy đi tìm, chắc là tìm nhà một người dân nào đó để nhờ người ta cắt cái vành của cái mồi cho thầy, để thầy đặt đi quay cho mọi người xem nhé. Cô ơi, cho nhà mình có cắt, nhờ cắt cái vành cho thầy cái. Dạ, cắt cái vành cho thầy Minh Tuệ. Nấu đẹp, thay nấu đẹp. Chào 13 người anh. Thôi, chúng ta xin lên trước đi. Dạ, thầy vừa được một cô đổ cho một cái nồi mới to hơn cái nồi cũ, thầy cũng đã nhận rồi ạ. Dạ, mọi người có thể chia sẻ cho em để em có thể lan tỏa những thức phương hay như vậy đến cho tất cả mọi người trên thế giới ạ. Mọi người cho Thành đặt xin một like và một đăng ký kênh nhé. Thầy đang xem cái nồi mới. Thầy đang đi tới tỉnh Nghi Sơn của Thanh Hóa, đang ở phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Tập giác, tập 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 tập
Thầy đang nhờ một Phật tử đi cắt cái vành của cái nồi cho thầy. Anh Phật tử đó đang chạy đi tìm, chắc là tìm nhà một người dân nào đó để nhờ người ta cắt cái vành của cái nồi cho thầy, để thầy đặt đi quay cho mọi người xem nhé. Anh đi nhờ ta cắt nồi cho thầy. Đúng rồi, thầy nhờ đây. Cô ơi, cho nhà mình có cắt, nhờ con nhờ cắt cái vành cho thầy cái. Cắt cái vành hả? Dạ, cắt cái vành cho thầy Minh Tuệ. Đây, để thành đạp vô quay cảnh cắt cái nồi cho thầy Minh Tuệ nhé. Thầy nhờ anh Phật tử này đi cắt dùng cái vành nồi cho thầy. Không có phá, thầy nhờ anh Phật tử này đi. Thầy nhờ anh Phật tử này đi cắt giùm thầy chứ không phải là nó đâu. Và để thành đập cho người ta mài lại cái vành cho nó đỡ bén, cho thầy đỡ bén sao ạ. Đi rất là dài phía trước. Thầy Minh Tuệ đi, thầy nhờ cắt cái vành. Dạ. Cầm như vậy thì nó đỡ đỡ đau tay hơn là ấy chứ. Thôi rồi mọi người thông cảm ạ. Nhà mình cái gì? Em là tên thành thành kinh tư với thành đạo kinh tư. Có đúng không? Dạ. Em là 11.000. Đúng không? Biết mấy cái đó là em đang lai tên thành đạo. Cầm cái nồi em chụp cho anh nhé. Anh Phật tử này được thầy Minh Tuệ nhờ mang đi cắt cái nồi cho thầy. Mình không ngờ thì mình chỉ có duyên với thầy, thì thầy nhờ mình đi cắt cho thầy cái nồi. Còn đã đi rất là xa rồi.
Dạ không, con là con trai của Thành Trung TV ạ. À. Mọi người đang đi rất là xa rồi. Chú ơi, đây có cái giấy nhám không? Dạ. Cái giấy nhám á. Giấy nhám không có, dạ. Cắt khỏi đây. Chắc phải có bị đá. Có. Dạ. Có cái gì để mài lại cái vành nó mài cho cái nó đi cho nó mấy đỡ đau tay, cho nó đỡ rách tay đấy. Dạ, lấy phải cái máy mài. Mài lại cái vành. Cái mài đi. Đây có phải không anh? Đây không phải. Cái đá mà mình hay mài dao nè. Đá mài dao à? Ý là cái đá mài dao mình mài như thế nào? Mài đấy hả? À? Mài còn đó cũng được rồi, anh có lấy đá lạnh không? Ý là nhờ mình làm đấy cho mình làm luôn chứ. Mài 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 đấy. Ý là làm luôn đi, em mới chơi chơi em đi. Là có đám mài nha mọi người. Anh Phật tử thật là may mắn được thầy nhờ đi mài dùm cái nồi. Càng... chắc là chúc Thành Đạt TV vậy chạy theo mới kịp đó mọi người ơi. Giờ chắc đoàn của thầy đi cũng xa lắm rồi. Để tí nữa con ráng con chạy theo để quay cho mọi người xem nhé. Mấy anh thợ đang mài nồi cho thầy. Anh ơi, mở cho bên trên nước quá. Dạ, mệt quá. Đây là người ta đổi. Dạ. Ý là cái nồi của thầy là các cái vật tử người ta lấy nồi họ ra mà đổi rồi. Đổi nồi với thầy. Nồi này nồi bức á. À. Xong bây giờ thầy lại lấy cái nồi này với thầy. Thầy nhờ cái nồi này. Dạ. Thầy sử dụng. Thầy sử dụng. Cái nồi này cũng tốt nhất. Tí nữa có gì cô rửa giùm thầy cái nồi luôn ạ. À. Mọi người đang nhờ cô rửa cho sạch cho thầy. Rồi, ok. Dạ. Dạ. Mọi người đăng ký kênh và cho Thành Đạt TV xin một... Dạ. Để... cô ơi, dạ để Thành Đạt nhờ cô rửa lại cái nồi cho thầy nhé. Coi còn sắc không cô? Dạ. Con nặng hơn cô nhiều ạ. Dạ kênh YouTube Thành Đạt. Thành Đạt TV. Với lại Thành Trung TV. Cả nhà. Đúng không? Cả nhà đúng không? Cả bốn đúng không? Dạ bố. Không kia cả bốn. Dạ người ta làm kỹ lắm rồi ạ. À. Mọi người cho em xin một like và một đăng ký kênh. Con cảm ơn tất cả cô chú anh chị ạ. À. Dạ. Chị chủ nhìn rất là phúc hậu luôn.
Để Thành đặt lấy cái vành ngồi cho mọi người xem nhá. Thành đặt rồi. Đây cái vành ngồi đây. Chắc để cái vành ngồi đây cho tiện làm kỷ niệm. Hay là Thành đặt cầm theo. Cái vành ngồi đây ạ. Nào đi YouTuber. Dạ. Con cảm ơn cô ạ. Dạ tạm biệt. Dạ em cảm ơn các anh thợ ạ. Dạ vâng ạ, chào anh. Dạ. Mình chạy bộ theo hả anh? Để Thành đặt cầm theo nhé mọi người. Ô, hóa giang được xe ô tô mọi người ơi. Đấy, mình quay cho thật làm. Dạ, con cảm ơn. Để xem. Dạ. Được hóa giang rồi mọi người ơi. Chứ chạy theo chắc mệt lắm. Hình như là bố em đi xe máy đúng không? Không, bố em đang đi bộ với ai á. Hình như đi xe máy á, lúc đi xe máy thì đưa anh cái mũ đâu nè, đóng cửa đây. Anh Phật tử rất là may mắn được thầy nhờ đi cắt cái vành nồi. Từ từ. Không ngờ là thầy lại có duyên nhờ mình đi cắt cái nồi cho thầy. Anh chia sẻ cho mọi người cùng xem đi ạ. Đây. Cái vành đây. Cắt cái vành này đây. Còn cái nồi mình đang để sau. Cái vành anh có giữ lại làm kỷ niệm không? Có. Mình xin cái vành về giữ lại làm kỷ niệm. Dạ, còn cái nồi đâu rồi? Mọi người muốn xem cái nồi mới của thầy. Đây, cái nồi mới của thầy đây. Đây, cái nồi mới của thầy. Người ta cắt và người ta mài rất là kỹ luôn mọi người ơi. Không còn sợ đứt tay nữa. Mài kỹ lắm rồi. Nồi mới tinh luôn. Cái mồi nồi mới tinh luôn mọi người ạ. Đây là cái vành nồi giữ cho anh Phật tử này giữ làm kỷ niệm. Ta phải lên trước. Đây, ta phải lên trước. Đây. Đây cho mọi người xem. Tới nơi rồi mọi người ạ. Đây. Đang đi rất là đông luôn. Ta lên trước đi, ta đi bộ xíu lại. Dạ. Thật là may mắn khi được thầy nhờ đi cắt cái vành này. Đúng là tuyệt vời, mình tuyệt vời. Đúng là người có duyên với thầy. Dạ. Anh nhờ từ đâu đi qua đây? À, mình nhớ Tượng Sơn Nông Cống. Anh ở Tượng Sơn Nông Cống hả? Đúng rồi. Anh theo thầy từ sáng đến giờ luôn từ hả? Từ sáng đến giờ luôn đó bạn. Dạ. Chúng mình cũng xem thầy ở trên YouTube nhiều, cho anh em YouTuber đăng lên thì mình cũng hay vào mình xem thầy. Mình dạ. Cũng rất là phục thầy. Thầy đúng là không có, mình chưa thấy ai được như thầy. Đúng rồi, không có nên ai đi được như thầy luôn. Nên là mình thầy. Cũng quý thầy nên mình cũng nghe tin là thầy có đi qua Quảng Sương và Tĩnh Gia thì mình cũng đón thầy từ sáng ở Quảng Sương để đi với thầy một đoạn. Thì thầy một đoạn để thầy vào khu vực bên trong. Dạ. Đây là mình tìm cái bãi nào đó mình dừng okay. Mình đợi đón thầy. Rồi. Dạ, anh trai này sẽ giữ lại cái vành nồi này để làm kỷ niệm ạ. Chắc mình đậu nhờ vào đây rồi. Đây, mình sẽ đậu tạm đây nhờ. Mình đậu nhờ đây đi anh. Xong rồi anh em mình sẽ đợi thầy tới. Mình đi bộ làm một đoạn đúng không? Sao đấy? Biết đâu thầy lại. Tí nữa anh trao cho thầy. Ok. Nồi rất là đẹp luôn các cô. Ôi, sàn quá rồi. Sàn quá. Không, mình đi bộ lại thầy đi. Xa quá nên là mình bắt đầu thầy. Giờ anh em mình đi bộ lại cho thầy. Trao nồi cho thầy ha. Tí nữa chú sẽ chụp lúc anh trao nồi cho thầy á. Dạ. Dạ thầy đang ở phía trước ạ. Cách xa khoảng 500m. Dạ. Alo.
nồi, cái vành nồi. Con trai anh có lần gọi. Dạ em đang like nhưng mà tại vì em đi nhờ thầy, nhờ anh Phật tử này đi cắt giùm cái nồi cho thầy nên em đi, em quay cho mọi người cùng xem ạ. Giờ em sẽ quay lại và em quay thầy cho mọi người cùng xem nhá. Và đi trao một cái nồi mới tinh luôn cho thầy. Anh coi cái vành nồi còn cái chỗ nào tắt không? Anh lấy ra cho thầy. Ôi, không may là thầy có bị đứt tay. Dạ. À mình đứt tay với thầy. Không... Dạ thầy đang ở đằng trước ạ. Giờ em sẽ đi lại đằng trước em quay thầy cho mọi người cùng xem nhé. Anh trai rất là đẹp trai, mặt rất là phúc hậu luôn. Chào mọi người ạ. Rất là may mắn khi thầy nhờ anh Phật tử này đi cắt giùm cái vành nồi. Thầy đang cách chúng ta khoảng tầm 200m mọi người ạ. Còn cách 200m nữa hả? Tại vì mình phải đuốn thầy. Biết thì nãy mình để cho YouTuber xuống ngay cho thầy đi. Đúng rồi. Quay cận cảnh nhưng mà thôi. Lỡ rồi thì em đi quay anh luôn. Vô tình mình được lên YouTube. Tại vì anh là người may mắn được thầy nhờ đi cắt giùm cái vành nồi. Rất là may mắn luôn. Mặt anh rất là phúc hậu luôn. Các ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn Hình như thầy đang nghỉ mệt ở phía trước rồi hay sao ấy anh? Không, thầy đang đi đấy. Đang đi hả? Dạ anh này là một Phật tử đi theo thầy từ sáng đến giờ. Dạ nãy giờ con chạy cũng mệt nên từ từ con đi tới chỗ thầy cho quay cho các cô chú anh chị cùng xem nhé. Thầy đang ở phía trước thôi à. Thầy hiện tại đang đến chỗ ngã ba chữ vua rồi. Không, anh có duyên anh mới được. Các em có đón thầy không? Có mấy bạn học sinh đang đứng chờ thầy tới. Dạ nãy con có nhờ các anh thợ và cô kia lấy giấy nhám chai cho thầy rồi ạ. À. Nãy con cũng thử quét có vành nồi rồi, nó còn không còn sắc nữa. Không còn sắc nữa nha. Không còn sắc nữa đâu mọi người ơi. Nãy có trà với rửa, rửa sạch sẽ cho thầy hết rồi. Mọi người yên tâm ạ. À. Nãy người ta đánh kỹ lắm rồi. Đây cái nồi rất là đẹp luôn. Đây đoàn tới nơi mọi người ơi, tới nơi rồi. Đoàn của thầy đang ở phía trước này. Giờ chúng ta cùng trao nồi cho thầy nhé mọi người. Đây tới nơi rồi, anh chụp cho. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ dạ con chào thầy. Cắt không đùa. Dạ được phải sức trọng rồi. Thầy nhận được nồi mới nha mọi người. Để Thành đạp TV đi lên trước quay thầy cho mọi người xem cùng xem nhé. Máy cắt tay nên là ngoài hết
Có vẻ là thầy rất là ưng với cái người mới. Dạ. Mọi người cho Thành Đạt xin một like và một subscribe kênh để em có động lực quay những thước phim thật là hay đến hay và ý nghĩa đến cho mọi người ạ. Con à, con cảm ơn chú anh, chú Vinh Ngô ạ. Dạ, hiện tại là đến Hồng Kỳ, Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Cô ơi,
Cô ơi. Kê ra ông ta. Ơ cô ơi. Còn đi. Làm lễ là được rồi. Mình lễ được rồi cô ơi. Lễ là được rồi. Dạ con cảm ơn tất cả các ông bà cô chú à. Tôi cảm ơn rất 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 nhiều luôn ạ. Này thật nhanh lên. Rất là nhiều các quý Phật tử. Rất là nhiều các quý Phật tử đang đi phía sau bảo vệ thầy. Mọi người cho Thành Đạt xin một like và một đăng ký kênh nhé. Để Thành Đạt quay được những thước phim đẹp cho tất cả mọi người trên thế giới này thấy được. Được rồi.
Dạ thầy sẽ có, thầy sẽ về Mũi Cà Mau, nhưng mà từ đây ra Mũi Cà Mau chắc cũng sẽ rất là lâu. Không phải, nhưng mà em ở trong sân. Dạ. Chỗ. Mọi người đăng ký kênh để thầy đến đâu em sẽ chia sẻ hành trình của thầy đến đó ạ. Nên thầy đang muốn đi đứng trước. Xe ra thầy ra mọi người. Mọi người. Dạ tại vì em không có cái cây quay chống rung á, em cầm bằng tay nên nó hơi rung một tí, nên mọi người hoan hỷ bỏ qua. Vắng ở hai bên thầy vào. Thầy chân ở đây.